Vừa qua, TMA Motor đã chính thức ra mắt ô tô điện mini Trung Quốc Wuling Hongguan Mini EV tại Việt Nam. Màn chào sân của mẫu xe này được nhiều khách hàng bàn luận rất sôi nổi và có không ít ý kiến khen chê trái chiều. Ô tô điện mini Wuling Hongguan Mini EV có kiểu dáng lạ và được cho là có giá thành thấp nhất thị trường. Theo công bố của hãng, dòng xe này có 4 phiên bản với giá bán khoảng từ 239 đến 282 triệu đồng một chiếc. Mỗi lần sạc xe khoảng 6,5 tiếng sẽ đi được khoảng đường 120 km, còn sạc 9 tiếng sẽ di chuyển được khoảng 170 km. Giá cho một chiếc xe điện Wuling Hongguan Mini EV lăn bánh ở các tỉnh thành sẽ có mức dao động khác nhau. Cụ thể, khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng từ 261 đến 304 triệu đồng. Còn khách hàng ở các tỉnh còn lại sẽ chi trả khoảng tầm 242 đến 285 triệu đồng cho một chiếc xe điện. Tuy nhiên, trước màn chào sân này, nhiều khách hàng bày tỏ chưa sẵn sàng đón nhận mẫu xe này tại thị trường Việt Nam bởi vẫn còn nhiều yếu tố bất tiện trong quá trình sử dụng. Một số ý kiến nổi bật về mẫu xe điện Wuling Hongguan Mini EV như sau. Giá xe từ 250 triệu đồng vẫn còn khá cao. Với mức giá này, khách hàng vẫn có nhiều sự lựa chọn khác như VinFast, Fadil, KIA Morning, Hyundai Grand i10 đời 2018-2019. Thời gian cắm sạc xe khá lâu, vì vậy khá bất tiện khi sử dụng xe cho những chuyến đi chơi xa. Với khoảng cách 120 km một lần sạc thì tốc độ tối đa của xe chỉ đạt từ 70 đến 80 km/h, vì vậy sẽ không an toàn khi tài xế chạy trên đường cao tốc. Nhiều phân tích của chuyên gia cho hay loại xe điện cỡ nhỏ này có tiềm năng phát triển, tuy nhiên cần thêm nhiều thời gian để khách hàng chấp nhận. Theo tính toán của TMA Motors, chi phí điện cho mẫu ô tô mini này khá tiết kiệm, chỉ bằng khoảng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. Ngoài ra, tính tiện dụng trong việc sạc pin là một ưu điểm lớn của ô tô điện mini Trung Quốc Wuling Hongguan Mini EV. Xe được sạc từ nguồn điện dân dụng 220 kV và không cần phải đến các trạm sạc riêng như xe VinFast. Và trên đây là những thông tin về mẫu xe điện mới Wuling Hongguan Mini EV của Trung Quốc. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.